Nhắc đến Thủy Hở, ta nghĩ ngay đến 108 anh hùng. Nhắc đến Lương Sơn Bạc, ta nhớ luôn tới Ngũ Hổ Tướng. Đó chính là Đại Đào Quan Thắng, Báo Tử Đầu Lâm Sung, Tích Lịch Hỏa Tần Minh, Song Tiền Hô Diên Trước và Song Thương Tướng Đồng Bình. Con số 5 rất đẹp. Vậy thì tại sao chúng ta không sắp xếp để luận ra ngũ đại bảo vật lợi hại nhất trong tác phẩm Đình Đám của nhà văn Thi Nại Am? Bảo vật nào sẽ đứng đầu trong bảng xếp hạng ngày hôm nay? Mọi người hãy cùng Đình Phong điểm qua trong video đầy hấp dẫn này nhé. Chúng ta cùng bắt đầu nào. Áo giáp kim đường nghê là một bảo vật thuộc quyền sở hữu của Tử Ninh. Khi Lương Sơn Bạc đánh nhau với Hồ Diên Trước, Y Trước dùng trận pháp thiết giáp liên hoàn mã nên quân Lương Sơn tổn thất nặng nề. Tiêu Cái bày tiệc đãi các tướng rồi tìm cách phá trận. Kim Báo Tử Thang Long nói, muốn phá được thiết giáp liên hoàn mã cần phải nhờ tới ca ca của tôi, chính là Kim Sang Ban Tử Ninh. Long kể rằng Tử Ninh có một cái áo giáp khuyên kim bằng lâu chim nhạn khâu lại, thiên hạ không ai có bao giờ. Khi trước tôi theo phụ thân có qua tới Đông Kinh, đã một lần đến nhà cô tôi chơi mới được nom thấy. Cái áo ấy khoác lên mình vừa nhẹ vừa ấm, đào thường không thấu, người ta gọi là kim đường nghê. Xưa nay nhiều quý tộc công tử muốn xem, song ca ca của tôi không cho ai gì view bao giờ. Cái áo giáp ấy cũng như là tính mạng của anh ta, tôi nghe nó được cất trong một cái hòm da, treo trên phòng nằm rất cẩn thận. Chỉ cần lấy được kim đường nghê thì kiểu gì Tử Ninh cũng phải lên Lương Sơn thôi. Ngô Dụng nghe thế cười hờ hớ, chỉ nói hai từ gọn lọn: đã xong. Tất cả đều biết Chí Đa Tinh mưu kế hơn người. Y nói đã xong thì có nghĩa là đã finish. Như các bạn đã biết, Dương Gia Tướng là một dòng dõi danh tướng nổi tiếng ở thời nhà Tống. Ngay cả trong bộ phim Bao Thanh Thiên bản 1993 cũng xuất hiện dòng dõi Dương Gia. Dương Chí, ngoại hiệu là Thanh Diện Thú, cũng là hậu duệ của nhà họ Dương. Chàng thủa xưa nhờ giỏi võ mà làm tới chức điện tư chế sứ quân. Sau khi bị đám tiểu cái cho ăn quả lừa, Dương Chí mất tất cả. Chàng chán nản, trong người còn một thanh bảo đao gia truyền, liền nghĩ kế đi bán lấy tiền, lập thân ở nơi khác. Thi Nại Am mô tả bảo đao này có 3 option. Thứ nhất là có thể chặt đồng chặt sắt mà lưỡi không quằn. Thứ hai là thổi lông thổi tóc qua được. Thứ ba là chém người mà đao không thấy máu. Thằng chàng nghiêu nhị nhìn thấy Chí bán đao rất thèm thuồng, muốn lấy nhưng không muốn trả tiền, liền thử thách hai option đầu tiên. Đến option cuối, Chí bảo lấy con chó ra để thử. Nhị liền phản lại: mày bảo giết người không có máu, chứ có nói giết chó không máu bao giờ. Chí bực mình nói: không có tiền thì biến mẹ đi, vào đây nói lung tung cái gì. Nhị cười khẩy: một là mày đưa đao cho tao, hai là mày phải giết tao. Chí đáp: tao với mày không thù không oán, giết mày làm chi. Nhị cứ thế ôm chặt lấy người Chí, vừa ôm vừa hô: có giỏi thì giết tao đi. Nói đoạn sấn vào đấm chàng. Chí điên lên quát: tao đã nhịn mày lắm rồi đấy, hiện giờ tao không nhịn nữa đâu. Chàng xông ra đâm cho mấy nhát vào bụng Ngưu Nhị, khiến cụ ra đi rất thanh thản. Chiến Dạ Ngọc Sư Tử là một con ngựa rất quý, xuất hiện trong tác phẩm Thủy Hử. Theo lời mô tả trong truyện, Đoàn Cảnh Trụ vốn là một tay buôn và trộm ngựa, có một lần đi qua núi Sơn Can, lấy được một con ngựa cực hiếm, vốn thuộc sở hữu của con vua nước Kim. Thi Nại Am kể rằng, Chiến Dạ Ngọc Sư Tử toàn thân trắng như tuyết, suốt mịn, không có một cái lông nào khác sắc, từ đầu đến cuối, vừa dài một trượng, từ lưng tới móng cao 8 thước hơn,
một ngày có thể đi được 1000 dặm. Cảnh Trụ định mang đi tặng Tống Giang, thì lúc qua chợ Tăng Đầu, phía tây nam Lăng Châu, Tăng Giang Ngũ Hổ nom thấy thèm thuồng, liền sấn ra cướp lấy. Cảnh Trụ thấy thế liền bảo, ngựa này là của Tống Công Minh ở Lương Sơn Bạc, hy vọng chúng biết sợ mà trả lại. Chẳng ngờ một thằng trong Tăng già nói, tao tưởng là ngựa của ai, chứ ngựa của thằng hay khóc nhẹ ấy à, thì tao cóc sợ. Mày thích thì gọi nó ra đây, solo với tao 10 hiệp, nó thắng tao trả lại cho, còn quỳ xuống lại 100 lạy. Còn nếu thua thì Ngọc Sư Tử phải thuộc về Tăng gia. Cảnh Trụ lên Lương Sơn bẩm với Tống Giang. Ai đồ nghe xong thầm nghĩ bảo, hàng của tao mà mấy thằng nhãi con ấy cũng dám lấy ư? Cứ đợi đấy, chờ tới khi chủ tịch hội đồng quản trị Băng Hà, tao sẽ xua quân tới hốt một mẻ. Sài Tiến vốn là con cháu Sài Thế Tông, nhà Đại Chu khi trước. Từ khi Trần Kiều binh biến, nhường ngôi cho Tống Thái Tổ, tức là Triệu Khuông Dẫn. Khuông Dẫn vì nhớ ơn mới sắc phong cho họ Sài Đàn Thư Thiết Khoán. Vì thế vương tôn quan lại trong triều không ai dám khinh rẻ. Nếu không có sự cho phép của truyền nhân họ Sài thì không ai được xông vào Sài gia. Chính vì lý do này mà Sài Tiến tha hồ giúp đỡ những kẻ tù tội mà không sợ bị liên lụy. Còn nhớ khi Cao Liêm, anh em thúc bá với Cao Cầu, nhờ hơi anh mà được cất làm tri phủ. Liêm có một người em vợ tên là Ân Thiên Tích. Thằng này nhỏ tuổi nhưng mà rất ngông như con công. Một hôm họ Ân đi qua nhà Sài Hoàng Thành, tức chú của Sài Tiến, thấy vườn hoa rất đẹp, lại có thủy đình ở trong đó, gã lấy làm ưa thích, liền đem 30 thủ hạ tới nhà thành, ép lão và cả nhà phải rời đi chỗ khác. Sài Hoàng Thành tức khí đầy bụng, đâm ra sinh bệnh, không ăn uống được gì. Ở lão liền sai người xuống báo tin cho Sài Tiến. Tiến tới đó liền bảo, thôi thím cứ yên tâm, cố tìm thầy mà thuốc men cho chú, sau nó có nhũng nhiễu điều chi, cháu khắc cho người về Thương Châu đem Đan Thư Thiết Khoán đến đây rồi ta sẽ liệu. Cho dù thiên tử đứng trước mặt cũng không việc gì phải sợ cả. Đang khi nói chuyện thì có người vào báo tin Hoàng Thành đang ở giây phút cuối, muốn gặp Sài Tiến để dặn dò. Sài Tiến nghe xong thì lão liền về cõi Vĩnh Hằng. Sài Hoàng Thành không có con nên Tiến đứng ra tổ chức lễ tang. Lúc này Ân Thiên Tích cưỡi ngựa đến Sài Phủ. Tích hỏi, mày là thằng nào? Tiến đáp, tôi là cháu của Sài Hoàng Thành. Tích nói, hôm nay ta bảo tất cả phải dọn đi, sao lại còn lẩn quẩn ở đây? Tiến đáp, vì chú tôi bị bệnh nặng, chưa dọn đi được. Hôm qua chẳng may ông ấy tạ thế, vậy xin để hết tuần thất, chúng tôi sẽ dọn đi ngay. Lũ khốn kiếp, ta nói nốt lần cuối, hạn cho 3 ngày phải dọn đi ngay, bằng không ta gông cổ lại, đánh cho đủ 100 trượng, cho biết thế nào là lễ độ. Tiến hơi bực bảo, thằng em Tích không nên thế. Nhà tôi đây cũng là dòng dõi Kim Chi Ngọc Diệp, hiện có Đan Thư Thiết Khoán của tiền triều, không ai là không kính. Tích cười khẩy, người mang đây cho ta xem. Tiến đáp, hiện tôi còn để ở Thương Châu, đã cho người về lấy rồi. Ân Thiên Tích nghe nói mà cả giận rằng, quân này nói càn, không có thiết khoán thì ta sợ cóc gì. Chúng bay đâu, đánh thằng này cho ta. Khi đó Hắc Toàn Phong Lý Quỳ nấp trong khe cửa, nghe thấy Ân Thiên Tích thét đánh Sài Tiến, nhìn không được mở tung cửa mà thét lên một tiếng, thằng xúc sinh kia, bố mày cay mày lắm rồi đấy. Nói rồi tung mình, song trưởng cứ thế thi triển, đấm cho Tích nhấc cả người. Chẳng mấy chốc cụ ấy đi trần lạnh toát. Ba cuốn thiên thư
chắc chắn là bảo vật quý giá và bá đạo nhất trong tác phẩm Thủy Hử. Tại sao Đình Phong lại nói như vậy? Đó là bởi sách ấy do đích thân Cửu Thiên Huyền Nữ trao tặng. Tương truyền rằng khi Tống Giang được các anh em Lương Sơn giải cứu, Idol nhớ tới phụ thân ở nhà gặp nguy, liền mạo hiểm trở về đưa lão đại đến nơi an toàn. Chẳng ngờ Tống Giang biết tin quan phủ đã đặt phục binh hơn 100 thằng để lùng bắt mình, liền co giò tẩu thoát. Đi được hơn một hồi trống canh thì chợt thấy từ đằng sau có tiếng gieo hỏa ầm ĩ. Idol lấy làm kinh lạ, liền quay đầu lại nom, thấy cách 1-2 dặm đường sau có một lũ đóm đuốc đi theo, miệng kêu lên: "Thằng Giang đạo lý kia, đừng chạy nữa." Tống Giang hoảng sợ quá, miệng thì cầu trời khấn Phật, chân thì cứ hoạt động nhiệt tình. Đến đường cùng, Idol liền đi vào một tòa cổ miếu để trốn. Quân lính đuổi đến, một thằng chỉ vào trong miếu nói: "Em chắc chắn nó nấp trong đây thôi." Tống Giang nghe thấy ái đái cả ra quần, hơi thở ngắt quãng. Bổ đầu họ Triệu tên Triệu Năng nghe thế, liền cầm đuốc sáng cùng với hơn 40 thủ hạ tiến vào lục soát. Idol thấy kẻ địch đứng cách mình có vài bước chân, sợ quá nghĩ thầm trong bụng: "Thiên linh linh, địa linh linh, mong các cụ các ông rủ lòng thương, đừng cho chúng nó tìm thấy con." Họ Triệu nhìn quanh không thấy Tống Giang đâu, liền ra lệnh rời khỏi miếu. Idol lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, miệng lẩm bẩm: "Đúng là ăn ở có đức." Vừa mới nói dứt câu thì Triệu Năng lại quay trở lại, cầm đuốc tiến sát tới tận bàn thờ Mã Soi. Y nói: "Tất cả cổ miếu ta đã đều lục soát kỹ, còn mỗi chỗ bàn thờ này thôi." Triệu Năng nhìn lên, thấy bàn thờ có mấy vệt loang lổ, hiển nhiên là có ai đó sờ tay vào. Y liền cười khẩy: "Giang Cry ơi, may chạy với cậu, mau ra đây, nếu không tao cho quân vào lôi cổ mày." Tống Giang mặt đĩn ra, buông thõng người: "Thôi xong đời mình rồi." Hai tên lính tiến đến sát bàn thờ thì bỗng đâu có một trận cuồng phong nổi lên, cát đá bay loạn xạ, mây đen mờ mịt bao bọc xung quanh, khiến những người đứng đó ai nấy cũng sởn gai đứng tóc mà kinh sợ vô cùng. Triệu Năng biết sự bất thường liền bảo: "Thần linh không bằng lòng cho chúng ta lục soát chỗ đó nên mới có hiện tượng này. Thôi, ta đành tha cho nó vậy. Bọn mình cứ bao vây xung quanh miếu, chặn lối ra vào, kiểu gì Giang đạo lý chả đói bụng cũng phải lòi cái mặt chuột. Lúc ấy nó như cá nằm trong chậu, muốn bắt muốn trói thế nào mà chả được." Idol tưởng thoát nạn, nghe thấy câu ấy cứ trách trời mãi. Bỗng nhiên Tống Giang lịm dần, chìm vào trong cơn mê. Chợt có mấy nàng tiên dẫn Tống Giang đi gặp một người, người ấy chính là Cửu Thiên Huyền Nữ. Sau khi cho Idol ăn táo tiên, uống rượu tiên, Cửu Thiên Huyền Nữ tặng cho ông 3 quyển thiên thư và bảo rằng: "Tống tinh chủ ơi, ta chuyển cho người 3 cuốn sách này, ngươi phải thay trời hành đạo, làm tôi phải hết lòng trung nghĩa, làm chúa phải hết sức yêu thương dân, bỏ đường tà theo đường chính, chớ có nên sao nhãng sai lầm mới được. 3 cuốn sách này phải xem kỹ mà thuộc trò kỹ, chỉ nên cùng với sao thiên cơ mà xem, còn không thể cho người khác coi được. Khi công việc xong, tất phải đốt đi, chớ để làm chi ở nơi trần thế. Những lời ta dặn phải nhớ chớ quên." Video của Đình Phong đến đây là hết. Nếu các bạn thấy hay, xin hãy like, đăng ký và comment để ủng hộ tại hạ. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.